Thưa cha, muốn tìm hiểu về quyền hạn của Đức Giáo Hoàng thì khán thính giả Alice Lý ở tại Maine, Hoa Kỳ đã hỏi rằng Đức Giáo Hoàng đương nhiệm có quyền đổi ngược những điều đã được các vị tiền nhiệm công bố không thưa cha? Ví dụ như những vấn đề liên quan đến ngừa thai hay phong chức cho phụ nữ ạ? Chúng ta biết là Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng khi với cái vai trò kế vị Thánh Phêrô đó, và Ngài đã công bố một điều gì về đức tin hay là luân lý và lại đến cái ơn gọi là bất khả ngộ, thì những cái điều đó khi đã được công bố sẽ không bao giờ vị đi sau lại đi nói ngược lại, vị đi sau nói ngược lại với cái quyền bất khả ngộ của mình khi mà công bố một điều liên quan đến đức tin, đến phong hóa. Còn nếu như chúng ta biết là trên nguyên tắc những vị đồng cấp với nhau, đồng cấp với nhau, thì vị đi sau có thể có quyết định ngược với vị đi trước. Ví dụ Đức Giáo Hoàng trước cấm không cho làm điều này, nhưng mà Đức Giáo Hoàng sau, thời đại sau thì cởi mở hơn chẳng hạn. Đấy. Hay là bây giờ cụ thể những cái điều mà Đức Giáo Hoàng công bố nhưng không phải là với tư cách là chủ chăn của Hội Thánh, không phải là với tư cách người kế vị Thánh Phêrô, Ngài công bố một cái lập trường thần học nào đó chẳng hạn. Ví dụ như là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Ngài viết tác phẩm Đức Giêsu Thầy Nazareth, và Ngài không ký tên là Giáo Hoàng Biển Đức 16 mà Ngài ký tên là Joseph Ratzinger, nghĩa là với tư cách của một thần học gia, thì người ta có thể phê bình, người ta có thể nhận định, người ta có thể đóng góp ý kiến. Đã. Và giả như một vị giáo hoàng kế tiếp cũng là một thần học gia liên quan đến Kinh Thánh, đến Kitô học, có thể Ngài có lập trường khác với lại Đức Joseph Ratzinger, thì cái điều đấy không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên người đặt câu hỏi này đưa ra một vấn đề cụ thể như là chuyện truyền chức linh mục cho phụ nữ, chuyện cho phép phá thai, thì tôi nghe hơi có một chút nhạy cảm, và có lẽ cũng đang là những cái nguồn thông tin trên các phương tiện truyền thông đặt vấn đề phải chăng Đức Thánh Cha Francisco có một cái lập trường chiều theo những cái điều như chúng ta đưa ra một cái ví dụ. Thì tôi nghĩ là cái điều đó chúng ta cẩn trọng khi đón nhận các cái nguồn tin, và không phải là Đức Giáo Hoàng là cái người có thể phá đổ những chân lý đức tin, những nền tảng luân lý của Hội Thánh. Mỗi một thời công bố một điều khác nhau, không có, tất cả những nền tảng đức tin và luân lý ấy nằm trong truyền thống đức tin của giáo hội, nằm trong nền tảng mặc khải của Chúa. Các vị là những người có thể soi sáng, làm sáng tỏ, chứ không thể có một cái luật nào lại cho phép trong các giới răn thứ 5 của Chúa, trong 10 điều răn là cấm giết người, trong đó phá thai là giết người. Thế thì không thể có một đứa giáo hoàng nào lại có thể đi ngược với giáo huấn của Chúa, điều răn của Chúa. Cho nên nói một cách nhẹ nhàng, xin là quý vị yên tâm. Dạ, cảm ơn cha.